Ok, xin chào bạn đã trở lại với kênh YouTube Betting. Mình sẽ tiếp tục review cho bạn về chiếc tay cầm đến từ hãng Nguyên Sơn. Mã con em mình muốn giới thiệu đến các bạn có mã là T6. Sản phẩm này sẽ hỗ trợ cho iOS và Android. Và hiện tại thì chúng ta đã bị giới hạn bởi iOS 13.4 trở lên, khi mà chiếc tay cầm này đang không hỗ trợ. Nhưng mà hiện tại thì các bạn có thể là chơi tốt với hệ điều hành Android. Vậy sản phẩm này có gì hay và đặc biệt thì chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết nhé. Rồi ok, ở đây trên tay mình đang chiếc tay cầm đến từ Gamesir có mã là T6. Với sản phẩm này thì như mình có giới thiệu thì nó sẽ hỗ trợ cực kỳ tốt cho Android. Và iOS thì chúng ta sẽ có thể là hỗ trợ với iOS 13.4 đổ xuống. Còn lại 13.4 trở lên thì chúng ta sẽ không hỗ trợ được nha. Và đây thì mình sẽ đi vào mở hộp nhanh sản phẩm. Sản phẩm thì chúng ta sẽ có một quyển sách hướng dẫn này. Chúng ta sẽ có quyển sách đến từ Gamesir có mã là Gamesir T6 này. Trong quyển sách thì chúng ta sẽ được in màu nhé, rất là chi tiết, cùng với đó sẽ là mã QR code để có thể quét mã để chúng ta có thể tải app. Sẽ có hai thứ tiếng, tiếng Anh cũng như tiếng Trung. Mình sẽ bỏ sang bên này. Tiếp đó thì các bạn sẽ được đi tặng kèm là một dây cáp sạc cũng như kết nối là micro USB. Và phần còn lại thì ở đây thì chúng ta sẽ có chiếc tay cầm Gamesir T6. Chất liệu thì chúng ta vẫn được thiết kế là nhựa ABS cao cấp, cùng với đó thì thiết kế của nó thì sẽ là dạng tay cầm một bên nha. Sẽ có một chút khác biệt so với T6 cũng như là Gamesir G6 thì nó sẽ T6 thì chúng ta sẽ không có cái DJ ở đây. Đó. Với chiếc tay cầm Gamesir T6 thì chúng ta sẽ có joystick này. Thiết kế phần trên này. Cùng đó thì sẽ có nút bấm là AB ở phía dưới. Ở bên phía cạnh sườn ấy thì sẽ có là LB và LT. Sản phẩm này sẽ hỗ trợ tối đa những chiếc điện thoại lên đến tầm 7 inch. Ở mặt sau thì chúng ta sẽ có một vài những thông số của chiếc Gamesir T6. Ok, ở đây thì mình sẽ đi vào hướng dẫn các bạn kết nối và sử dụng chiếc Gamesir T6 với hệ điều hành Android. Điện thoại mình test ở đây sẽ là hệ điều hành Android 11 nha. Chúng ta sẽ phải thực hiện mấy bước để có thể là sử dụng chiếc tay cầm Gamesir T6 này với Android 11. Và đây thì mình sẽ đi vào chi tiết để hướng dẫn các bạn cách sử dụng và kết nối nha. Ok, để có thể là kết nối chiếc tay cầm Gamesir T6 với hệ điều hành Android thì chúng ta sẽ đầu tiên thì chúng ta sẽ bật tay cầm lên này. Đèn nhấp nháy thì nó đang tìm kiếm thiết bị nhé. Và chúng ta sẽ cần một chiếc điện thoại để có thể là kết nối. Và đây trên tay mình là một chiếc điện thoại chạy hệ điều hành Android 11. Chúng ta sẽ vào phần Bluetooth này để có thể kết nối với tay cầm nha. Chúng ta sẽ bật Bluetooth lên này. Khi đèn đứng ấy, có nghĩa là nó đã kết nối thành công rồi nha. Gamesir T6 đã kết nối này. Tiếp đó thì chúng ta sẽ cần tải app nha. App thì có sẵn ở trên mã QR code của sản phẩm Gamesir T6 thì các bạn sẽ bấm vào để có thể tải app. Đây, mình đã tải sẵn rồi. Và chúng ta sẽ bấm vào này, chúng ta sẽ bấm tiếp tục. Khi chúng ta đã ra giao diện như này rồi thì các bạn sẽ để ý nha. Các bạn đợi một lúc để có thể là loading data này. Ở phía trên của giao diện thì các bạn có thể thấy là nó đã connect Gamesir T6. Ok đúng không ạ?
Và bên dưới thì chúng ta sẽ có phần là Active. Ở phần này thì các bạn sẽ lưu ý là làm đúng thao tác nha. Các bạn sẽ bấm ở phần bên dưới này. Các phần đã tích đỏ, đã tích màu xanh thì có nghĩa là ok này. Ở phần dưới thì nó vẫn chưa ok nha. Nên các bạn sẽ bấm này tiếp tục này. Ở phần đây thì các bạn sẽ lưu ý cho mình là sẽ bấm vào để có thể gỡ lỗi USB cũng như gỡ lỗi Wi-Fi. Mình sẽ để gần cho bạn xem này. Ở đây thì mình đã bấm tích rồi nha, gỡ lỗi USB cũng như gỡ lỗi Wi-Fi. Các bạn sẽ bấm vào gỡ lỗi không dây Wi-Fi. Tiếp đến thì sẽ bấm ở phía dưới nha. Đây, mình sẽ để gần này, các bạn có thể thấy nhé. Ghép đôi thiết bị với mã ghép lối. Với đây, ở bên dưới này, ghép đôi thiết bị bằng mã số 6 nhé. Bằng 6 số đấy. Các bạn sẽ bấm vào này. Nó sẽ hiện ra cái mã của các bạn nhé. Ở phần port thì nó đã tự động điền cho các bạn rồi. Thì phía trên thì các bạn sẽ điền core. Đây, ở bên dưới sẽ là mã của thiết bị nhé. Các bạn sẽ điền vào này. Đây, các bạn sẽ bấm bên trên, các bạn có thể điền nha, 070653. Với các cái mã như thế này thì nó sẽ tùy theo từng máy của các bạn nhá. Khi bấm thì nó sẽ ra mã để các bạn điền vào, chứ không phải là mặc định là theo cái mã của mình đang bấm đâu nhá. Rồi các bạn sẽ bấm vào Active này. Rồi các bạn đợi một lúc nhá. Đó, đã gỡ lỗi USB thành công. Các bạn bấm một con fit. Ok, khi mà đã map phím xong rồi thì chúng ta sẽ vào trong game nhá. Các bạn có thể thấy này, khi mà đã map ok rồi thì ở cái phần đây thì khi mà chúng ta bấm thì nó sẽ ra giao diện nhá, để có thể là map phím nhá. Chúng ta sẽ vào là đấu tập đây để có thể là test nhá. Ở trong đây thì các bạn có thể thấy nó có giao diện để các bạn map phím này, các bạn sẽ bấm vào nhá. Ở đây thì các bạn nếu mà muốn thêm các phím để có thể là map thì các bạn sẽ bấm giữ này thì nó sẽ ra cây để các bạn có thể là thêm nhá. Nếu mà các bạn muốn xóa đi thì các bạn sẽ là dash cây. Ok. Đó, vào đây thì mình cũng đã map sẵn rồi này. Đấy. Khi mà map và chỉnh xong rồi thì các bạn sẽ nhấn vào save. OK. Rồi OK. Đây các bạn thấy đấy nè. Map cực ngon nha. Và giờ thì chúng ta có thể là đi đánh được rồi. ええ。平和に輝きす。
戦いから学ぶこともできます。炎のように燃える心を勇気を示すのです。 Ok, vừa rồi thì mình cũng đã vừa review cũng như hướng dẫn các bạn kết nối và sử dụng chiếc GameSir T6 với hệ điều hành Android và sử dụng được với Android 11 nha. Sản phẩm sẽ hỗ trợ cho các bạn bấm phím và chơi sử dụng ngon nghẻ tất cả các phím nút có ở trên tay cầm GameSir T6 này với Android. Và với iOS thì chúng ta sẽ hỗ trợ là 13.4 độ xuống. Sản phẩm sẽ có mức giá cực kỳ ngon ở trong cái tầm giá để các bạn có thể mua và sở hữu. Đường link đặt mua sản phẩm thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả của video này. Các bạn đừng quên nhấn like, subscribe, đăng ký kênh để được nhận những thông báo những video mới nhất từ bên mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tới. Xin chào.